Thúy Vân xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả đang đến với một chương trình nữa của chương trình Do It Yourself Once Upon a Memory của Đài Sài Gòn TV. Và chị Linh nè, ngày hôm nay là gần July 4th rồi, lễ độc lập rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn quý khán giả làm cái gì đây? Chào. Mình sẽ làm một cái home decor and mình sẽ cho các em hoặc gia đình làm cái này để mình trang trí cho nó có cái không khí của lễ. Dạ. Cái này thì mình thường là, Thúy Vân để ý là người ta hay treo trước cửa nhà đúng không? Hay là trước ở trên cái lò sưởi. Mình làm cái lớn như thế này, hoặc là những cái nhỏ nhỏ hơn là mình sâu chuỗi lại, hoặc là trang trí phía sau sân vườn trước khi cái tiệc mà July 4th đúng không chị? Và Thúy Vân để ý là hình như mình, chị cũng đã chuẩn bị sẵn một vài cái chong chóng. Cái chong chóng mà theo cái màu của July 4th luôn là màu đỏ, xanh và trắng. Ok. Rồi, như vậy thì bây giờ để làm những cái này thì chúng ta cần những dụng cụ gì? Cũng giống như là scrapbooking thì chúng ta vẫn xài kéo. Kéo. Rồi cái paper cutter, cái đồ cắt giấy ha. And keo và giấy. Và các loại giấy, mà tại vì là July 4th là tuần lễ lễ độc lập, cho nên là chúng ta sẽ chọn những cái màu theo đúng với lại cái ngày lễ đó. Và Thúy Vân để ý là hình như trong để làm mấy cái này là chúng ta cần thêm cái gì nữa phải không chị? Hình như là hole puncher đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Hole puncher và những cái ribbon để mà mình trang trí cho cái đồ đựng, và dĩ nhiên là các loại keo. Ok. Alright. I'm excited. Okay, so the first step. Mình bắt đầu như thế nào? Thì quý vị biết, ai cũng biết cắt ngôi sao. Thì mình sẽ cắt ngôi sao với lại đủ màu giấy. Đủ màu giấy. Màu lễ độc lập. Ở đây thì Linh đã có sẵn cái die cut, cho nên Linh cắt sẵn. Dạ. Yeah. Và khi mà không có mất nhiều thời gian. Đúng rồi, mà khi mà mình cắt bằng die cut á, thì nó đều hơn, và giống như chị Linh nói là không có tốn nhiều thời gian. Như vậy thì cái cách cắt như thế nào và làm sao cắt ngôi sao chị? Okay. Mình mời Thủy Vân đến cái die cut center nha. Dạ, yeah. Dạ vâng. Thì Thủy Vân thấy đây là cái ngôi sao die cut, và Linh sẽ để ý cái mặt màu đen foam đây, rồi miếng giấy mình đặt lên trên và mình quay. Yeah, không có cần đau tay quý vị. Dạ, yeah, thì là mình đã có một cái ngôi sao như vậy. Và mình cứ tiếp tục cắt khoảng chừng 20 cái ngôi sao đủ màu của xanh đỏ, trắng. Dạ. Để mà mình ráp làm cái grid. Ok. Rồi. Và kính thưa quý vị, thật ra là Thủy Vân với lại chị Linh đã cắt sẵn một số ngôi sao như thế này. Thì hồi nãy chị Linh có nói là mình chỉ cần chừng 20 cái ngôi sao để làm một cái đồ treo như thế này đúng không chị Linh? Đúng rồi. Thì bây giờ, nhưng mà nếu thấy ngôi sao nào nó cũng hơi nổi nổi lên, giống như là không gian ba chiều á. Thế thì làm sao mà chị xếp như vậy được, xếp này? Ok, thì trước hết á, Linh gấp lại ngôi sao làm đôi hả? Ngay cái mũi này mình gấp làm đôi nhé. Gấp làm đôi. Thủy Vân thật là vụn về. Làm rớt tùm lum hết. Rồi, gấp làm đôi. Mỗi cái đầu nhọn của ngôi sao mình vẫn làm giống y hệt vậy. Mình tiếp tục mình làm. Rồi. Cho đến khi năm cạnh của ngôi sao xếp một nửa thế. Yeah. Thì mình mở ra hả chị? Mình mở ra xong rồi mình lại xếp nó lại cho nó có cái nếp. Dạ. Thành ngôi sao ba chiều rồi nè quý vị.
Và trời ơi, sao ngôi sao có chị đẹp quá mà ngôi sao có Thư Vân nó méo xẹo vậy. Ok, rồi. Mình cần một cái base để mình bỏ cái ngôi sao lên. Thì Linh có cắt sẵn, tại vì mình có cái die cut machine, mình có thể cắt sẵn cái base của cái wreath. Nhưng mà quý vị ở nhà không có thì quý vị có thể xài cái dĩa giấy. Dĩa giấy, uh-huh. Rồi mình cắt ở trong giữa ra. Ok. Xong rồi mình bắt đầu mình cứ sang kẽ mà mình sang xếp thôi hả chị? Ừ. Rồi. Dạ, yeah, cái bước này là cái bước mà mình làm cái bố cục cho cái vòng treo của mình nó đầy lên đúng không chị? Đúng. Rồi mình xen kẽ màu xanh đỏ trắng. Dạ. Cho đến khi mình get hard design. Dạ. Yeah. Ok, nghĩa là mình thấy nó ok, mình thấy nó đầy đầy lên là bắt đầu chị. Đúng. Lúc đó thì mình sẽ xài glue. Uh-huh. Thì Linh xài cái loại glue dot này. Tại vì nó 3D đó thì nó dễ và nó dính chắc hơn khi mình treo, nó không có rớt xuống. Dạ, yeah, rồi. À, rớt rồi. Rồi, xin mời chị Linh. Okay. Thì Linh chỉ lấy một cái dot như vậy ha. Nó dính vào đây. Mình keep rolling. Như vậy mình cứ dán vào rồi mình tiếp tục từng cái ngôi sao một. Cái glue dot này nó rất là giữ cái độ dán rất là lâu và chắc, cho nên nhiều khi mình chỉ cần một vài cái thôi, không có cần nguyên một dãy là mình đã đủ. Dán nó dính thì mình sẽ adjust. Và nếu như mà mình muốn có thêm cho nó hơi nữ tính chút xíu thì mình thêm một cái nơ. Và nơ thì mình không nhất thiết phải dùng cái loại này, mình có thể dùng bất cứ loại ribbon nào mà mình thích. Đúng rồi. Ha. Mình cũng xài cái màu của độc lập. Dạ, lại độc lập, đúng rồi. Tức là mình có thể xài màu trắng hoặc màu xanh hoặc màu đỏ. Dạ. Rồi mình gắn cái bông cái nơ lên. Rồi mình muốn để hình ở giữa, hình gia đình, hoặc là mình muốn để chữ 4th of July hay là USA. Thì mình dùng cái glue dot và mình dán nó thì là mình sẽ được cái final product like this. Okay. Thì mình có thể làm một cái đồ ấy phía sau và mình treo, đúng không? Mình có thể treo USA hay là mình có thể cắt treo hình. Hình để mình lấy cái ribbon nhỏ hơn. Dạ. Mình treo. Dạ. Yay! Và cảm ơn quý vị. Đây là phần đầu tiên ha. Mình có thể dùng một cái hoạt động khá là rất là dễ cho các em. Thủy Vân nghĩ rằng nó không có tốn rất là nhiều thời gian đó. Và cái thứ hai nữa là cái mà Thủy Vân thấy Vân nghĩ là các em sẽ thích nhiều hơn, đó chính là làm cái trong trống. Làm cái trong trống thì bắt đầu như thế nào vậy chị? Trong trống thì Linh có print out một cái Thủy Vân thấy trên bàn là có những cái mẫu sẵn rồi đúng không chị? Thì thì cái mẫu sẵn này Linh in ra để cho quý vị có thể thấy dễ dàng. Thì quý vị có thể cắt
size nào cũng được, cỡ nào cũng miễn là hình vuông thôi đúng không chị? Hình vuông thôi, rất là đơn giản. Sau đó thì mình sau khi mình đã cắt hình vuông thì mình bắt đầu mình cắt những cái cạnh này 2/3 thôi, mình không có cắt nó cắt xuyên qua luôn thì không có làm được cái trong chóng. Và sau đó thì mình làm đục mấy cái lỗ, đục 5 cái lỗ, một cái ở đây rồi cắt một cái mình lại được. Vậy là nó xen kẽ, hai cái đường cắt. Rồi bây giờ nếu như mà ở nhà chúng ta có thể dùng dao hoặc dùng kéo để cắt những cái hình vuông này, nhưng mà giống như chị Linh có nói là chúng ta nên có một cái paper cutter, một cái đồ cắt giấy, thì cái này rất là tiện tại vì mình có thể đo ngay trên này đúng không chị? Đúng. Thế thì mình sẽ cắt như thế nào đây? Mình cũng có một cái ruler come out, một cái thứ rồi thì bây giờ ở đây Linh cắt 3.5 nhé. Rồi cho cà phê một cái cho em ha. Rồi vậy là mình đã có hai và bây giờ thì nếu mà dễ nhất đó mà Thủy Vân nghĩ á, là mình xếp lại ha chị. Mình xếp lại theo cái đường chéo của hình vuông, giống như cái hình đó. Rồi ha. Rồi Thủy Vân cũng bắt trước, luôn ha. Rồi bây giờ là mình đục lỗ đúng không chị? Dạ. Đục lỗ thì Linh, quý vị có mấy cái sẵn ở nhà cái any hole punch is fine, but Linh xài cái crocodile and Linh bấm ở đây and rotate nó qua bên này. Rồi làm sao mình đục chính giữa chị? Chính giữa thì mình có thể mình khi mà mình làm xong mình cũng có thể bấm cái này vào. Hồi hộp quá. Bây giờ cái gì cũng có sẵn cho nên cũng rất là dễ. Nếu mà không thì quý vị có thể đục cái lỗ. Okay. Lấy cái Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái fastener. Nhưng mà trước hết là mình cần có cái cây đúng không chị? Thì cái cây mà Thủy Vân để ý là chị Linh dùng ống hút rất là đơn giản, tiện lợi, ở nhà nào cũng có phải không chị? Thì mình sẽ có một vài cái ống hút. Ống hút mình cũng làm một cái punch cái hô. Thủy Vân mà làm được thì dĩ nhiên quý vị sẽ làm được quý vị ạ. Rồi mình bấm cái bên này và mình bỏ vào ống hút. Rất là đơn giản, mỗi một cái trong chóng như thế này Thủy Vân nghĩ mình làm chắc chừng chưa tới 10 phút đúng không chị? Chưa tới 10 phút nữa. Và các em nhỏ đó, khi mà Thủy Vân biết là trẻ con khi mà tự tay chúng làm được những cái món đồ nhỏ nhỏ thế này trang trí khắp trong nhà đó thì các em rất là thích. Voila! Và thật ra thì Thủy Vân, chị Linh đã làm trước một cái bình bông toàn là pinwheel, toàn là trong chóng quý vị. Một cái bình bông mà Thủy Vân nghĩ rằng để trang trí vào cái ngày lễ độc lập rất là dễ thương.
có thể làm centerpiece làm trên bàn ăn đúng không chị? Hay là nếu mà ở ngoài vườn đó thì mình trang trí ngoài vườn. Một cái điểm mà Thủy Vân thích khi mà chị Linh dùng ống hút đó là tại vì mình có thể cắt dài ngắn khác nhau và mình có thể xen kẽ tùy vào sở thích của mọi người và nhìn thôi là thấy lễ độc lập. Không khí lễ độc lập tràn ngập. Và kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Thủy Vân cũng như chị Linh đã hy vọng rằng đã hướng dẫn cũng như là giới thiệu một cái hoạt động nho nhỏ mà gia đình chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và sáng tạo ra những cái đồ trang trí nho nhỏ trong nhà để mà khi thí dụ như có khách cứ đến thì mấy em có thể chỉ rằng là ô con làm cái này nè, con làm cái này nè, con làm với mẹ, con làm với bố. Và đó cũng là những cái lúc, những cái dịp mà chúng ta có thể chụp những cái mô hình khi mà cả gia đình ngồi quây quần bên nhau mà làm những cái hoạt động nho nhỏ như thế này. Một hoạt động rất là ý nghĩa cho đặc biệt, hy vọng rằng đặc biệt cho lễ độc lập năm 2014. Đúng không chị Linh? Đúng rồi. Và đó cũng là một trong những phương châm của chương trình Once Upon a Memory. Chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị rằng đây, những hoạt động gia đình thế này rất là có ý nghĩa. Và khi mà các em được tự tay sáng tạo, điều đó là tuyệt vời cho tuổi thơ của các em. Okay. Và lời cuối cùng mà chị Linh muốn gửi gắm đến khán giả không? Ok. Linh xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Sài Gòn TV. Và Linh có một cái phương châm là Linh every day I try to do something creative every day. Yeah. And also make a memory page cho gia đình. Yeah. Đối với chị Linh, quan trọng nhất là kỷ niệm và ký ức. Và quan trọng hơn nữa là làm sao mà gìn giữ, lưu lại những kỷ niệm đó, đúng không chị? Và trong những chương trình sau thì Thủy Vân và cũng như chị Linh hy vọng rằng sẽ nhận được những cái ý kiến đóng góp của quý vị và những cái gợi ý, những cái hoạt động mà quý vị mong muốn thực hiện mà vẫn chưa có điều kiện cũng như là chưa có biết cách làm thế nào, thì quý vị hãy cứ gửi về địa chỉ email của chương trình và Thủy Vân và chị Linh sẽ mong chờ những email như vậy. Và bây giờ thì Thủy Vân và chị Linh xin chào quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.